Kính thưa quý vị, do thực tế chính trị sau biến cố năm 1975, có một lực lượng hùng hậu những người Việt ở hải ngoại đã xuất bản, phổ biến, lan truyền những luận điệu xuyên tạc lịch sử trong mấy chục năm qua. Vì thế, giáo sư Nguyễn Mạnh Quang đã dồn hết thời gian về hưu của mình để tìm tài liệu chứng cớ để phản biện những luận điệu đó. Các tác phẩm đồ sộ của ông ấy đã là minh chứng. Ngày nay, những tác giả xuyên tạc lịch sử đó đã mai một gần hết vì già, vì bệnh, vì qua đời, nhưng các luận điệu đó vẫn còn nằm trên không gian mạng. Đi đôi với sự phát triển về công nghệ thông tin, giới người trong nước ngày nay không tránh khỏi bắt gặp các thông tin độc hại đó. Vì thế, công việc làm rõ hoặc phản biện lịch sử ngày càng trở nên cần thiết, bất kể nguồn thông tin độc hại đó là do ai hoặc từ nơi nào. Hơn chục năm nay, chúng tôi chưa hề nhận được phản hồi nào của các tác giả mà ông Nguyễn Mạnh Quang phản biện. Gần đây, ông Hoàng Duy Hùng cũng tiếp tục lan truyền các luận điệu xuyên tạc lịch sử trên kênh YouTube của ông ấy. Do đó, công việc phản biện của chúng tôi đối với các những luận điệu sai trái về lịch sử trong các video đó cũng không có gì đặc biệt khác với trước đây. Và cũng như các tác giả trước, chính ông Hoàng Duy Hùng cũng chưa phản biện ngay thẳng với chúng tôi lần nào. Trái lại, chúng tôi chỉ nghe một số khán giả hâm mộ của ông ấy phản ứng lại để bênh vực cá nhân ông Hoàng Duy Hùng. Những người này không hề có một chút lý luận hay đưa ra tài liệu biện minh đứng đắn. Chúng tôi chỉ nghe những luận điệu kêu gọi cảm tình của khán giả như là ông ấy đã quay đầu vào bờ, hoặc là kẻ đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại, vân vân. Hoặc là xuyên tạc, lươn lẹo, chứng minh trật đường rầy để lấp liếm những sai trái cho ông Hoàng Duy Hùng trong các đề tài của chúng tôi. Hoặc là miệt thị, xiên xỏ cá nhân của chúng tôi. Đối với việc phản biện, chúng tôi chưa bao giờ nghiên cứu cá nhân tác giả như là người đó già hay trẻ, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, có về Việt Nam hay là chưa, về Việt Nam mấy lần, về Việt Nam thật lòng hay là không thật lòng. Những cái điều đó không có liên hệ đến cái đề tài của chúng tôi. Hoặc là chúng tôi không có để ý đến người đó là quan hay là dân, là giáo sư, tiến sĩ hay là mục sư, linh mục hay giám mục hay giáo hoàng, hay là chủ hãng hay làm thuê. Giáo hoàng thì chúng tôi nói giáo hoàng nhé. Do đó, những nhận xét của bạn thuộc về cá nhân cho rằng ông ấy trở về hay quay đầu về Việt Nam gì đó là những chuyện không có liên quan. Bài hôm nay chúng tôi có ý kiến về video mang số 489 ngày 28 tháng 10 của ông Hoàng Duy Hùng. Tựa đề là liệu nước Pháp có chịu nổi đòn đáp trả của thế giới Hồi giáo hay không? Thì để cho quý vị đừng có cho rằng chúng tôi chỉ trích một đoạn tí xíu mà để mà làm sai lạc cái ý nghĩa, thì chúng tôi tóm tắt lại cái bài đó trước phút 16 là ông Hoàng Duy Hùng kể lại những cái chuyện về vấn đề nước Pháp. Là vào cái ngày 16 tháng 10 đó, thì có một cái thanh niên Hồi giáo gốc là Chania chặt đầu ông thầy giáo Samuel Paty ở ngoài ô Paris, vì trước đó đã dám đưa cho học sinh xem cái hình biếm họa của tiên tri Mohammed và cho đó là cái có quyền tự do ngôn luận. Thì nước Pháp phản ứng kịch liệt vụ này và Tổng thống Emmanuel Macron nhất định không bao giờ lấy hình biếm họa đó xuống. Thế giới Hồi giáo, cả hai hệ phái Sunni và Shia cùng đồng lòng phản đối và đáp trả nước Pháp kịch liệt. Do đó là ông Hoàng Duy Hùng cho rằng nước Pháp là hiện giờ là có những vấn đề khó giải quyết về tự do ngôn luận. Và sau đó thì ông Hoàng Duy Hùng thêm các nhận xét như sau. Và đây là cái đoạn mà chúng tôi phản biện ngay cái đề tài từ phút 16 trở đi. Xin các bạn lắng nghe. Ở bên các quốc gia mà theo hệ thống quân chủ đó, thì thế giới có một đạo luật gọi là laissez majesté. Laissez tức là hãy để cho majesté tức là quốc vương, vị vua đã làm gì làm mình cứ nói tới. Thì những quốc gia như là nước Anh, nước Nhật, Thái Lan, vân vân, các quốc vương đó là những hình ảnh mà người dân phải tôn kính, không được nói tới. Đừng với nhân danh quyền tự do ngôn luận mà nói đụng chạm tới. Nói đụng chạm tới đó, bất kỳ một cái chuyện gì sơ sẩy một cái thì sẽ có những hình phạt. Và đương nhiên ở tại những quốc gia như là Cuba hay Việt Nam, các vị lãnh tụ như là Fidel Castro hoặc là của Hồ Chí Minh đều là những vị mà nó gần giống như là Hồi giáo đó, quy định đó là những cái vùng bất khả xâm phạm. Dầu có nói trúng hay cái gì đó mà trên ý nghĩa lịch sử thì cũng phải bị có những cái sự phản ứng của những người tin theo, như là những người Hồi giáo tin theo Đức Mohammed.
Ông nhận xét như thế nào về cái sự so sánh các lãnh đạo của các chế độ cộng sản với Hồi giáo và cái chữ dù có nói đúng trên ý nghĩa lịch sử? Trước hết xin kính chào quý vị khán thính giả. Về câu hỏi của ban biên tập đặt ra thì tôi nhận thấy rằng ông Hoàng Duy Hùng đưa ra cái luật gọi là lese majeste để nói về các chế độ quân chủ ở các nước Anh, nước Nhật và nước Thái. Rồi ông nói, rồi ông đem ông so sánh cụ Hồ Chí Minh và ông Fidel Castro với lại nhà lãnh đạo ở bên Hồi giáo. Tại sao ông lại không so sánh với cái chế độ quân chủ ở bên nước Anh, nước Nhật và nước Thái? Cái lý do gì mà ông lại gắn liền cụ Hồ Chí Minh với lại nhà lãnh đạo Cuba là ông Fidel Castro với lại các nhà lãnh tụ đạo Hồi giáo? Cái này là có cái thâm ý của ông chứ không phải là không. Tác giả lão ông có nói rằng cái lối so sánh như vậy là ông có chủ tâm nhục mạ cái người dân Việt Nam như là những người cuồng tín về đạo giáo ở bên Thiên Chúa giáo, Hồi giáo. Về cái câu nói mà ông nói rằng là dù có nói đúng đi chăng nữa cũng bị người ta chỉ trích, thì chúng tôi thấy rằng người ta chỉ trích những cái gì ông sai mà ông không có chứng minh được những điều ông nói là đúng. Tôi xin thí dụ là ông nói về ngày 19 tháng 8, ngày cách mạng 19 tháng 8, ông nói rằng có sự hiện diện của các đảng Việt Cách và Việt Quốc với những ông như Nguyễn Đường Tam, Vũ Hồng Khanh và ông Nguyễn Hải Thần, thì người ta đã phản biện, ông không trả lời được. Thế thí dụ là bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9, thì ông nói rằng cái câu trích của bản tuyên ngôn độc lập là do ông Patti góp ý, thực sự là thực ra bác Hồ đã viết sẵn rồi, mới mời các ông đến để nghe cho cụ Hồ đọc cho mà nghe thôi, chứ đâu có phải là góp ý rồi mới biên. Đó là ông nói ngược. Đấy, cái thứ ba là cái tuần lễ vàng, thì ông lại đem cái chuyện mà quyên vàng vào cái chuyện gọi là giúp cho Tưởng Nghĩa Thạch rút quân. Thế sự thực là sự rút quân nó xảy ra cách đó sau 6 tháng vì cái hai cái hiệp ước, một là cái hiệp ước Trùng Khánh giữa Pháp ký với lại ông Tưởng Nghĩa Thạch ở Trùng Khánh, cái hiệp ước thứ hai là hiệp ước sơ bộ giữa Thái đoàn Pháp ký với cụ Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 3 năm 1946 để rút quân về và thay 15.000 quân Pháp ra thay thế ở miền Bắc thôi. Nhưng mà ông nói sai hết. Rồi đến cái thứ tư là ông nói đến cái vụ thảm sát ở Huế, ông giả vờ như là chạy tội cho ông Lê Khả Phiêu, rồi ông lại đổ lỗi cho chính phủ miền Bắc để đó. Nhưng mà cái vấn đề này tôi đã nói rằng cái này là do cái chiến lược của người Mỹ khi mà họ phản công, họ tàn sát hết tất cả. Tôi đã nói rõ trong một cái bài viết nguyên nhân sâu xa của những cái chiến lược, sách lược của cái thằng người Tây Phương bị ảnh hưởng của cái Kitô giáo mà dùng cái chính sách là tàn sát ráo hết tất cả những cái vùng mà họ lâm chiến. Đó là tôi đã nói rõ một cái bài viết, tôi sẽ gửi lên Sách Hiếm để quý vị biết cái bài đó. Rồi cái thứ năm là ông nói về ông Fidel Castro buôn lậu, thì người ta đã chứng minh rồi. Ông cũng nói rằng là cái thuốc viện nó chuyển từ cái tàu ngầm vào, người ta đưa ra những cái thì ông lại chế cái tàu ngầm nó bằng cái bàn. Tóm lại ông chưa đưa ra được những cái bằng chứng để chứng minh rằng ông nói đúng mà người ta phản biện. Đúng. Giờ nghe cái câu kế tiếp của ông Hoàng Duy Hùng nhé. Có những cái sự phản ứng của những người tin theo, như là những người Hồi giáo tin theo Đức Mohammed. Nên câu hỏi được đặt ra trong những ngày qua của báo chí Tây Phương, đó là nếu nói tự do ngôn luận thì phạm vi tự do ngôn luận tới đâu? Có phải là tất cả những sự thật thì mình có quyền được nêu lên, hoặc là tất cả những cái gì đó mình nghĩ là sự thật thì mình được nêu lên hay không? Khi mà phản ứng dữ dội của Hồi giáo như vậy, tôi xin nói về cái chữ sự thật mà chúng ta hiểu đây là những sự thật về lịch sử. Thì đối với giáo hội La Mã, họ cái gì của họ thì là sự thật, nhưng mà thật ra là của họ tất cả đều là gian dối. Thí dụ như ông giáo hoàng John Paul đệ nhị vào ngày 12 chủ nhật 12 tháng 3 năm 2000, khi mà
ông đứng ra cáo thú tội lỗi với Chúa, thì ông ấy nói xin lỗi là vì giáo hội La Mã đã vì chân lý, tức là sự thật, bảo hăng say bảo vệ chân lý mà đã phạm những rặng núi tội ác đối với nhân loại. Thì xét ra chân lý của ông đây là Thánh Kinh nói về tín lý Kitô, những việc làm của giáo hội mà cũng nhân danh chân lý mà làm là giết hại đồng bào. Thì những cái việc làm đó, xin hỏi ông rằng là đọc kỹ trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước, cũng như cái tín lý của giáo hội La Mã bịa đặt ra, cũng như những lời của giáo triều Vatican dạy dỗ tín đồ, xem có cái chỗ nào là sự thật, có chỗ nào là chân lý không. Thế nhưng mà họ lại là cho là chân lý. Bây giờ tôi thí dụ như cái lời dạy của giáo hội La Mã, nói rằng giáo hội La Mã dạy tín đồ rằng không công nhận những cái chính quyền nào mà không thần phục giáo hội La Mã. Cái điều này được ông tiến sĩ Nguyễn Xuân Thọ viết rõ ở trong cái cuốn sách của ông, tôi không nhớ rõ tên, nhưng mà ở trong 17 đó. Rồi cái điều này là trong những người gọi là đứng bề trên dạy tín đồ Việt Nam rằng thà mất Chúa, thà mất nước chứ không thà mất Chúa, thì những điều đó có phải là thật không, có là đúng không? Rồi ông giáo hoàng 44, ông ấy làm giáo hoàng từ năm 1555 cho đến năm 1559. Ông ấy dạy tín đồ rằng nếu bố tôi á là dị giáo thì tôi cũng đốt châm lửa đốt ông ấy. Thì như vậy thì có phải là một cái chân lý không, hay là nó là phản nhân luân, nó là phản quốc? Thế nhưng mà đối với giáo hội thì cho đó nó là chân lý, là sự thật. Vậy thì cái sự thật của giáo hội La Mã và của những người tín hữu Kitô nó ngược ngạo, nó không giống với cái sự thật của các người dân Đông Phương chịu ảnh hưởng của cái tôn giáo Tam giáo đồng nguyên với lại của các người theo cái chế độ tự do dân chủ ngày nay. Vậy thì cái sự thật của ông Hùng là một tín hữu, mà chính ông ấy còn công nhận ông là tín đồ Công giáo, và ông còn nói với ông Trường rằng ông có còn nhiệm vụ đi truyền giáo nữa. Thì nghĩa là ông đi lan truyền những cái sự gian dối. Thế rồi nếu mà có sức mạnh thì ông sẵn sàng giết người ta, không có sức mạnh thì bây giờ ông có chịu nín thinh thôi. Là ông ấy nói sai như vậy đó. Tôi như vậy tôi đã nói đủ về cái sự thật rồi. Tôi yêu cầu ban biên tập cho tôi nghe tiếp. Khi mà phản ứng dữ dội của Hồi giáo như vậy, đó là một câu hỏi mà cho tới bây giờ đó chưa có câu trả lời. Cho tới bây giờ chưa có câu trả lời trên của thế giới Tây Phương, thưa quý vị. Vì câu hỏi này không phải mới diễn ra đây. Cái câu hỏi này đã được xảy ra từ khi mà một người đang mạch vẽ biếm họa đức tiên tri Muhammad cách đây gần chục năm rồi. Thế mà bây giờ nó chỉ có chút xíu đó nó gây ra như vậy, thì cái câu hỏi đó được đặt ra. Được đặt ra là có phải là đức tin của người khác mình không được đụng chạm tới hay không? Chỗ này xin cho tôi được nói về cái chỗ đức tin. Tôi là cái người tìm hiểu về lịch sử giáo hội La Mã và các tôn giáo độc thần. Thì tôi thấy rằng tất cả những người tôn giáo độc thần thì họ chỉ tin được cái đức tin của cái tôn giáo họ thôi. Mà đặc biệt là giáo hội La Mã chỉ tin vào cái đức tin của giáo hội La Mã, và ai khác với giáo hội thì họ gọi là tà giáo, là dã man, là mọi rợ, là vô đạo. Rồi họ có sức mạnh thì họ phát động thánh chiến đi diệt những cái tôn giáo khác vì khác niềm tin, khác đức tin với họ. Rồi họ lập ra cái tòa án dị giáo, họ tìm xem những cái người nào mà ở trong dưới quyền, ở dưới quyền kiểm soát của họ, thì họ cho rằng là còn tin ở tà giáo, không tin ở đức tin, không trung thành với ông giáo hoàng, họ đem ra họ xử thiêu. Rồi khi mà sang truyền giáo sang Á Châu, là thí dụ Việt Nam là một, ông Alexandros là một linh mục dòng tên, ông ấy không những không tôn trọng đức tin của người dân tộc Việt Nam theo cái Tam giáo đồng nguyên, mà ông viết hẳn một cuốn sách đó tên là Phép Dẫn 8 ngày, riêng về cái chương 4 gọi là ngày thứ 4 thì ông ấy viết những cái bài mạ lị Đức Phật, mạ lị Đạo Phật, mạ lị ông Khổng Tử, mạ lị Khổng Giáo, mạ lị cái niềm tin của người dân Đông Phương là kính thờ gọi là cái tôn giáo kính thờ cha mẹ tổ tiên, thì ông ấy mạ lị hết đạo ông bà. Thế thì họ có tin, có tôn trọng niềm tin của người khác hay không?
Thế mà ông A Lai Dương Rốt này lại được chính ông Hoàng Duy Hùng bảo vệ và đồng ý là đặt tạc tượng, đặt tên đường tôn vinh ông A Lai Dương Rốt. Thì cái nào này là chính ông Hùng đã mâu thuẫn với cái tâm tư, cái tôn giáo và chính cá nhân ông. Nhưng mà cái đức tin của người Việt Nam đâu có đụng chạm gì đến các ông đâu, mà các ông lại chống phá cái người Việt Nam như vậy. Và ông Diệm đã cũng chỉ vì cái niềm tin của ông Diệm mà khi ông cầm quyền ông đã giết hại đến hơn 300.000 người Việt Nam, cũng chỉ vì đức tin. Thế thì như vậy thì người Giáo hội La Mã và những người tín hữu Kitô có bao giờ tôn trọng cái đức tin của những người khác hay không? Xin ông Hùng cho tôi một câu trả lời. Hay quá. Đi thì cũng nói lại, thì bên phía Tây Phương họ nói là chứ tại sao những người Hồi giáo đó là hạ những cái bức tượng Chúa Giêsu nè, đức tin của người Công giáo mà, Thiên Chúa giáo mà, tại sao hạ những bức tượng Chúa Giêsu nè, tại sao chém chặt đầu các thánh của bên phía của Thiên Chúa giáo nè, tại sao lại phá hủy cây thánh giá của là biểu tượng của đức tin Thiên Chúa giáo mà người Thiên Chúa giáo không phản ứng dữ dội như vậy. Thế thì là họ nói rằng là chứ vậy thì người Hồi giáo á, cho rằng là họ tự do ngôn luận, họ xúc phạm đến tín ngưỡng của Thiên Chúa giáo. Thì những người theo Tây Phương là không dám nói chỉ xúc phạm, mà chỉ nói rằng là chứ, à các anh nói như vậy thì chúng tôi bắt cười thôi, cũng được à. Đó là câu hỏi ngược lại, gây ra một cái sự căng thẳng đến độ mà như tôi nói là Tổng thống Emmanuel Macron của nước Pháp nói rằng là chứ ông sẽ phải bảo vệ tới cùng cái quyền được biếm họa, không có ai nói xấu đức tiên tri Muhammad cả, họ chỉ nói là châm biếm cái quan niệm đó, được không? Thì bên phía Hồi giáo thì kêu không, nhưng mà nước Pháp thì họ đồng ý. Quý vị đã biết rồi, trong tuần qua là rất là nhiều người Pháp họ ủng hộ chuyện đó, họ còn biểu dương lực lượng đó ủng hộ. Nhưng bây giờ đó, thế giới là thế giới hỗ tương lẫn nhau, interdependence, chứ không phải là chỉ đứng riêng biệt được. Thế giới bây giờ là liên đới với nhau. Vậy thì nước Pháp có chịu nổi được cái việc trả đòn của thế giới Hồi giáo hay không? Trả đòn từ vấn đề biểu tình cho đến tẩy chay hàng hóa và cho đến cả những cái gì đó có thể cực đoan xảy ra. Liệu nước Pháp có xuống nước hay còn giữ nguyên trạng cương quyết bảo vệ quyền vẽ biếm họa về đức tiên tri của họ hay không? Về vấn đề này tôi xin nói qua hai điều. Cái điều thứ nhất là châm biếm hay biếm họa về tôn giáo hay là những sự thật lịch sử. Thứ hai là vấn đề bây giờ Hồi giáo có những cái hành động khủng bố, nghĩa như là chặt đầu người như ông giáo đó, mà bên người Tây Phương hay là Thiên Chúa giáo hay là Kitô giáo không dám làm gì cả. Thì thứ nhất tôi xin nói về chữ châm biếm. Chữ châm biếm nghĩa là tự nó đã nói lên những cái sự là bóp méo sự thật lịch sử để tạo ra cái hình ảnh xấu, để chế giễu, cười chê, triệt hạ uy tín của cái đối tượng mà mình định làm. Thí dụ như gần đây báo Tuổi Trẻ đã vẽ những cái hình biếm họa nói về đạo Phật mà không đúng, nghĩa là nêu lên cái xấu của đạo Phật mà sự thật là đạo Phật không có, để chế giễu cái đạo Phật, đó là biếm họa. Nhưng mà dân Phật giáo thì vốn dĩ là từ bi hỷ xả, họ chỉ nói lên là các ông làm như vậy là phạm đến cái tôn giáo của chúng tôi, chứ họ không có hành động khủng bố như là những người Hồi giáo hay Công giáo. Nếu mà người Việt Nam mà có cái tinh thần gọi là cuồng tín và hiếu chiến như người Hồi giáo á, thì những cái tờ báo Tuổi Trẻ mà vẽ những cái hình đó đó thì sẽ lãnh cái hậu quả như thế nào là quý vị cũng biết. Và những người Việt Nam mà nếu có cái đức tin, cái đặc tính là cuồng tín như Hồi giáo đối với lại vị lãnh đạo như ông Hùng đã lên án, thì liệu ông có còn tồn tại nếu ông về Việt Nam không, hay là ông về đến Việt Nam là ông đã bỏ mạng rồi? Nhưng mà dân Việt Nam là rất nhân từ, đã biết hết tất cả những cái tác phẩm của ông viết sai lệch về lịch sử và lên án bóp méo những sự thật điêu điếu nói xấu của Hồ Chí Minh mà ông vẫn được về, dân Việt Nam vẫn không có hề nói động chạm đến ông cả. Và các tranh biếm họa của ông Trường Nguyên mà bây giờ ông ấy vẫn được về Việt Nam sống bình thường như những người dân khác, thì điều đó chứng tỏ là
cái lòng nhân đạo của nhân dân Việt Nam bị ảnh hưởng cái thuyết nhân ái của cụ Khổng và cái lòng từ bi hỷ xã của đạo Phật, người ta vẫn tha thứ. Đúng là có dòng kẻ dưới mới là người trên. Thế nhưng mà ông Trường với lại ông không hề biết cái chuyện đó, lại còn lên cái mặt trịch thượng là cái quyền tự do với nhân quyền của các ông. Nếu dân Việt Nam mà có cái lòng kính mến mà lại có cái tinh thần gọi là hiếu chiến và cuồng tín như là những người ở bên đạo Hồi, thì các ông nghĩ như thế nào? Trong đó có chính ông và ông Trường, nhưng mà ông vẫn còn về được Việt Nam, sống với dân Việt Nam, không có chuyện gì xảy ra cả. Về ông Trường á, thì ông không những vẽ có một hay hai bức tranh, mà nghe nói ông ấy vẽ tới mấy trăm bức tranh, hơn 300 bức tranh, mà đều là biếm họa để chê cụ Hồ với lại chê cái nhà lãnh đạo Việt Nam. Thì mà bây giờ ông đang sống ngang nhiên ở Việt Nam, ở Hà Nội kìa. Thế thì hỏi rằng là cái lòng khoan dung nhân đạo của nhân dân Việt Nam đối với những cái người tội đồ như ông Trường với ông nó như thế nào mà các ông vẫn được ngang nhiên sống ở Việt Nam? Ông phải suy nghĩ lại về cái sự so sánh của ông, của cụ Hồ Chí Minh với ông Fidel Castro với lại những cái nhà lãnh đạo Hồi giáo, chứ ông không đừng nói xiên xẹo như vậy nữa. Bây giờ tôi xin chuyển sang cái đề tài là nói những người Hồi giáo ngày nay người ta hay chặt đầu những các tượng Giêsu hay là các tượng các thánh của Giêsu hay là của bà Maria hay là họ đốt nhà thờ. Thì ông Hùng, tôi không biết ông có hiểu lịch sử Âu Châu hay là lịch sử giáo hội La Mã hay không. Tôi xin nói thế này này, giữa Hồi giáo với lại Thiên Chúa giáo La Mã đó, nó có cái mối thù truyền kiếp. Thiên Chúa giáo là được ông Hoàng đế Constantine cho ra đời vào giữa thập niên 310. Thì ngay từ đó cho đến khi mà Hồi giáo ra đời vào thế kỷ thứ 7, tức là như vậy là cách nhau tới 3 thế kỷ, thì Thiên Chúa giáo tức là Kitô La Mã, bây giờ chưa có Kitô khác, chỉ có Kitô La Mã thôi, thì đã tàn phá giết hại biết bao nhiêu người, tất cả ở trong đế quốc La Mã, trong đó có những người dân thường chứ chưa phải là Hồi giáo. Thì do đó khuyến cùng tắc hệ, nước vỡ bờ. Do đó người dân nạn nhân ở trong đế quốc La Mã, ở cái vùng Ả Rập với lại cái vùng ven biển Địa Trung Hải, người ta bức xúc. Rồi đúng vào cái bức xúc đó mà ông Mohammed ra đời vào đầu thế kỷ thứ 7 và phát minh ra cái đạo Hồi giáo để trả thù lại những cái hành động dã man giết người một cách cực kỳ dã man trong cái thời từ năm 315 cho đến lúc bây giờ. Thì nhờ vậy cái Kitô La Mã lúc bây giờ gọi là Kitô đó, thì nó thất nhân tâm nhiều quá, cho nên cái ông Mohammed ông ấy phất cờ đi đến đâu thì được nhân dân theo đến đó. Và chẳng bao lâu cho đến thế kỷ 11 thì gần như là toàn bộ cái vùng Trung Đông, Ả Rập với đài ven biển Địa Trung Hải, người ta theo Hồi giáo cả. Thành ra khi đó vào cuối thế kỷ thứ 11, tức là vào năm 1095, thì ông giáo hoàng Urban II ông ấy phát động thánh chiến, ông đem quân sang, ông tàn sát tất cả những cái ở đâu có cái những cái đạo mà không theo Kitô giáo là ông giết hết. Đó gọi là cuộc thánh chiến. Cuộc thánh chiến này tiến hành từ năm 1095, kéo dài cho thành nhiều cuộc thánh chiến tiếp theo, kéo dài cho đến năm 1293, vì cuối cùng Kitô giáo thua cho nên phải rút quân về. Là cái mối thù truyền kiếp nó đã có từ đó. Tức là anh giết người ta thì bây giờ theo luật nhân quả nhà Phật thì dĩ nhiên người ta phản ứng lại, nhưng mà chưa đủ. Cho đến cái thời kỳ mà sau cách mạng 1789 thì cái phong trào thực dân của các đế quốc Âu Châu, Anh, Mỹ lại xuất quân đi đánh chiếm các nơi ở ngoài lục địa Âu Châu, và đi đến đâu thì lại cái dùng bạo lực giết những người dân bản địa đó. Và có một số người bản địa vì tham lợi háo danh chạy xu thời, chạy theo Thiên Chúa giáo mà thành Kitô giáo tại địa phương. Cho nên đó là một mối thù tiếp theo. Cho nên lúc sau đệ nhị thế chiến rồi thì cái thế lực mà của Hồi giáo của Kitô giáo bắt đầu co lại, thì người ta đã bắt đầu người ta chuẩn bị để cái tinh thần tiến lên để mà trả thù. Thì đến bây giờ cái sức mạnh của những cái đế quốc thực dân Anh, Mỹ không còn nữa,
và lại có Liên Xô với đài Trung Quốc ở một cái thế đối trọng. Cho nên người Hồi giáo mới thấy rằng là bây giờ ngày xưa mày giết tao thì bây giờ có cơ hội là tao giết lại. Nó là mối thù truyền kiếp. Vấn đề này tôi đã viết rõ ràng ở trong cái bức thư mà tôi gửi cho giáo hoàng Francis, mà tôi mới đưa lên Facebook Nguyễn Mạnh Quang với lại Sách Kiếm Sự Thật ngày hôm qua và ngày hôm xưa kia kìa. Thì quý vị vào đó mà đọc sẽ thấy là những cái mối thù truyền kiếp nó kéo dài đến như nào. Thì cái chuyện đó là đương nhiên. Thế bây giờ tại sao người Pháp phải đành chịu, người Anh phải đành chịu, hay là những người Âu Châu ngày xưa có góp phần trong cái cuộc thập tự chinh của thời Trung Cổ phải chịu? Là vì các anh không còn có khả năng quân sự để mà phản ứng lại. Mà trái lại, người Hồi giáo bây giờ nó có khả năng khủng bố thì nó làm được, mà các anh không có khả năng. Nhưng nếu mà anh có khả năng như là hồi trước thì các anh đó có buông tha. Đấy, cũng giống như là cái thời đệ nhị thế chiến trong những năm 1941-45 thì các anh tội biết cái nước Croatia thành một cái nước tay sai của ông thì chỉ có 4 năm thôi mà giết tới 800.000 người trong cái số dân số chỉ có hơn 3 triệu người. Đấy, như là thời ông Ngô Đình Diệm thì ông chỉ cầm quyền có 9 năm thôi thì ông ấy giết tới hơn 300.000 người. Như là thời giữa cái thập niên 1990, tức là vào khoảng năm 1994-95 gì đó, cái ông giám mục ở Croatia Rwanda chỉ có thời gian có 3 tháng hè năm đó thôi, ông ấy giết tới 800.000 người chỉ vì khác cái niềm tin của ông ấy thôi. Thì cái người Thiên Chúa giáo Kitô La Mã đó, hễ họ có sức mạnh là họ diệt người ta tới cùng. Ông hùng này á là tín đồ của Kitô La Mã, là mấy đời đã đi theo Kitô La Mã, và bây giờ ông vẫn còn công khai, ông nói là ông là người Công giáo. Ông nói với ông Trường rằng có cái sứ mạng truyền giáo. Truyền giáo đây này, một là cái miệng nói bậy nói bạ để dụ dỗ người ta, hai là nếu có sức mạnh thì giết người ta, bắt người ta phải theo, nếu người ta không theo thì giết người ta. Đó là cái lối truyền giáo của giáo hội La Mã, nó đã có từ thế kỷ thứ tư đến ngày nay. Và cái việc ông xuyên tạc lịch sử là ông tạo nên cái sức mạnh để cho cái sức mạnh truyền giáo của ông đó. Ông nói láo làm cho có nhiều người không hiểu biết về lịch sử cho nên đã tin theo. Đó mới xảy ra cái gọi là phan cuồng. Người ta không hiểu nhiều cho nên người ta mới tin. Chứ còn những người ta hiểu là người ta không tin. Và có những người cũng biết nhưng mà cái bản chất của họ là muốn lợi dụng cái đó để tạo cái uy tín riêng hay là làm tiền hay là có một cái chất lợi nào đó mà theo. Chứ thực ra trong lòng của họ, họ cũng biết rõ là nó như vậy. Đến đây coi như là kết luận. Xin kính chào quý vị khán giả và mong rằng sẽ có cơ hội để tái ngộ quý vị trong lần sau.